Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ trên tay cái chiếc điện thoại mà gây nhiều tranh cãi của Xiaomi. Bởi vì đi ngược với truyền thống của hãng từ trước tới giờ, đó là cấu hình cao, giá rẻ. Chiếc điện thoại này chính là Mi Max 2. Thật ra thì Tinh Tế đã từng trên tay cái máy này rồi, nhưng mà đó là bản sách tay thôi. Còn hôm nay khi mà nó được Xiaomi mang về Việt Nam cùng với Mi 6 thì chúng ta sẽ cùng trên tay bản chính hãng. Và lần trước thì là bản sách tay màu vàng, còn hôm nay chúng ta sẽ đập hộp bản màu đen chính hãng. Hiện tại thì Xiaomi vẫn chưa chịu công bố giá của chiếc máy này, nhưng mà dự đoán thì nó sẽ vào khoảng 6,5 triệu, dự đoán thôi nha. Hộp của Mi Max 2 thì vẫn là cái cách đóng gói rất là đơn giản của Xiaomi như bao cái chiếc máy khác, một cái hộp màu trắng đơn điệu. Bên trong thì chúng ta sẽ có cáp USB-C này, hướng dẫn sử dụng này, que chọc SIM này, củ sạc khuyết chặt 3 này và không có tai nghe. Nếu như cái việc tặng kèm củ sạc nhanh là một cái điểm cộng thì ngược lại, một cái máy mà có mức giá vào khoảng 6-7 triệu mà lại không có tai nghe thì có vẻ là nó hơi thiếu sót. Nói về Mi Max 2 thì căn bản là chính hãng hay sách tay thì cũng y nhau cả. Và vì vậy cho nên là cái máy này nó vẫn sẽ dùng con chip Snapdragon 625. Với nhiều người thì cái điều này nó vẫn rất là khó để chấp nhận, bởi vì nó vừa đi ngược với những gì mà Xiaomi từng gây dựng trong lòng người dùng về những cái chiếc máy cấu hình cao mà giá lại rẻ của họ. Mà đồng thời thì nó lại rất là kỳ quái, bởi vì máy tiếp theo mà lại có cấu hình thấp hơn đời đầu chứ. Dù vậy thì công bằng mà nói, con chip Snapdragon 625 cũng không phải là quá tệ hại đâu. Vậy nên nếu như mà các bạn không quá đặt nặng về cấu hình và cần một cái máy có màn hình khủng để thỏa thích chơi game, xem phim thì Mi Max 2 vẫn là một cái lựa chọn đáng cân nhắc. Bởi vì nó không chỉ sở hữu màn hình khủng 6,44 inch mà cái màn hình này còn cho hiển thị khá là tốt. Mặc dù là nó sẽ không được nét cho lắm, bởi vì cái độ phân giải chỉ dừng lại ở Full HD thôi. Tất nhiên là tầm này thì chúng ta cũng không thể nào đòi hơn được 2K gì được hết. Đó, và quan trọng hơn là với cái kích thước màn hình như vậy, cùng với viên pin to 5300mAh nữa, nhưng mà Xiaomi họ vẫn đảm bảo cho Mi Max 2 một cái thiết kế đẹp mắt với kim loại nguyên khối mát lạnh luôn. Và dãy anten đẩy về hai phía giúp cho máy trông liên lạc hơn. Đặc biệt là với cái phiên bản màu đen này thì dãy anten nó đồng bộ với cái phần mặt lưng luôn, kết hợp với cái mặt trước nó cũng đen toàn bộ. Khi mà ba phím điều hướng chỉ khi nào mà các bạn dùng thì nó mới sáng lên, nó mới hiện lên nhờ vào đèn nền thôi. Và tất cả những cái đó nó làm cho Mi Max 2 bản màu đen trông nó gọn gàng hơn so với bản màu vàng lần trước, và nó cũng thu hút hơn hẳn. Và cái kim loại trơn mịn của Mi Max 2 cộng thêm việc là mặt lưng và những cái cạnh của nó được bo một cách vừa phải, làm cho cái cảm giác cầm nắm cũng rất là thoải mái luôn. Mặc dù căn bản là kích thước to đùng thì chúng ta cầm nó sẽ không được dễ dàng rồi. Và những cái chi tiết nhỏ khác trên Mi Max 2 thì cũng được chăm chút và sắp xếp rất là hợp lý. Ví dụ như là cảm biến vân tay ở mặt lưng này, cổng hồng ngoại đặt ở cạnh trên này, rồi cạnh dưới thì rất là thẳng hàng, ba phím điều hướng thì ở bên ngoài màn hình, cổng USB-C nữa. Tóm lại là cái thiết kế của Mi Max 2 thật sự là một cái bù đắp rất lớn, bởi vì không nhiều hãng sản xuất còn can đảm thử sức với cái kích thước khủng như thế này. Lại càng ít hãng có thể tạo ra một cái thiết kế tốt cân bằng với cái màn hình, pin và mức giá. Và ngoài ra thì cái Mi Max 2 này nó còn hai cái điểm cộng lớn nữa mà ai khi mà mua một cái máy to chúng ta đều sẽ thích, đó là sạc nhanh và loa stereo. Về sạc nhanh thì nhờ vào việc trang bị cả hai cái công nghệ sạc, đó là Parallel và Quick Charge 3, cho nên là cái máy này nó có thể sạc viên pin lớn 5300mAh từ 0% lên 100% chỉ trong 2 tiếng thôi. Còn về loa stereo thì nó tương tự như trên iPhone vậy. Chỉ cần các bạn quay ngang thì máy nó sẽ tự động phát âm thanh qua cả loa ngoài và cái loa thoại ở trên. Hiếm có cái máy nào mà trong tầm giá này lại trang bị cái loa kiểu vậy hết. Và cái việc phát âm thanh qua hai loa đối với một cái chiếc máy lớn thật sự là một cái điểm rất đáng giá. Cuối cùng về cái khoảng camera thì tất nhiên vẫn là bộ đôi camera 12 megapixel dùng cảm biến IMX386. Cái này thì là cùng cảm biến với lại Mi 6. Và cái camera trước thì là 5 megapixel. Chất lượng ảnh của camera sau thì chi tiết ở mức khá thôi, độ tương phản nó cũng hơi thấp và màu sắc hơi nhạt. Nói chung là chỉ ở mức tạm ổn so với mức giá, nhưng mà ít ra thì nó cũng tốt hơn đáng kể so với Xiaomi hàng ngày. Riêng ảnh chụp selfie thì nói thẳng là mình không đánh giá cao, bởi vì ảnh chụp bình thường thì chi tiết nó đã không được tốt, và chế độ làm đẹp thì chỉ biết có cà cho mịn với làm trắng toàn bộ cái hình thôi. Cho nên là dưới góc độ cá nhân, nếu như mà không thích một cái màn hình khủng long hay là pin to thì chắc là mình sẽ không có lý do gì để chọn cái máy này hết, kể cả cho thiết kế của nó có tốt đi chăng nữa. Bởi vì một mình thiết kế thì nó không thể gồng gánh được tất cả. Nhìn chung thì cái máy này có thể gọi là kén người dùng. Với những ai mà yêu thích màn hình khủng thì đây sẽ là một cái lựa chọn hiếm hoi phù hợp, vì không có nhiều máy có kích thước to như vậy. Còn các bạn nghĩ như thế nào thì có thể comment. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.